Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải Mi. Sau hơn 3 năm tìm hiểu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngỏ lời cầu hôn người đẹp Doãn Hải Mi và được cô đồng ý. Tối ngày 17 tháng 9, Văn Hậu thông báo tin vui đã cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải Mi. Hậu vệ người Thái Bình ngỏ lời cầu hôn người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tại một khu nghỉ dưỡng, có không gian lãng mạn, trước sự chứng kiến của một số người bạn thân thiết. Văn Hậu được nhiều đồng đội và người hâm mộ chúc mừng khi chuẩn bị yên bề gia thất. Văn Hậu và Hải Mi tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng tới 2022 mới công khai tình cảm. Cặp trai tài gái sắc mới kỷ niệm 3 năm hẹn hò hôm 15 tháng 8. Hậu vệ sinh năm 1999 cho biết chính anh là người chủ động tán tỉnh Hải Mi. Theo Văn Hậu, một trong những điều anh thích nhất ở bạn gái là sự gần gũi, đảm đang dù cô là một tiểu thư, sinh ra và lớn lên ở thành phố. Mi là người thành phố nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Khi về nhà tôi, ở quê có cổ, rất đông người, nhiều bát đĩa, bạn ấy xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi rất trân trọng những điều như thế, Văn Hậu từng nói về bạn gái. Chuyện tình cảm của Văn Hậu và Hải Mi được hai bên gia đình ủng hộ. Vuông vén. Hậu vệ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hà Nội thường xuyên tham gia các cuộc vui cùng gia đình bạn gái. Trong khi đó, Hải Mi nhiều lần về quê thăm gia đình Văn Hậu và thường xuyên tới sân cổ vũ anh trong các trận đấu của câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Hải Mi đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn kinh doanh riêng, là người sáng lập một hãng mỹ phẩm dành cho nam. Trong khi đó, Văn Hậu có sự nghiệp vững chắc, là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Nhờ những thành công liên tiếp trên sân cỏ, hậu vệ người Thái Bình đã mua được nhà ở Hà Nội và sắm siêu xe. Ở mùa giải vừa qua, Văn Hậu là nhân tố chủ chốt của Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League 2023. Với phong độ xuất sắc, anh được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.